Như vậy là đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và người lập công chính là đội trưởng Ngô Tùng Quốc. Ở phút thứ 39 của trận đấu. Như vậy là câu lạc bộ BKM Bình Dương đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Và người ghi bàn cho đội chủ nhà không ai khác là Nguyễn Tiến Linh với một pha đập nhã rất ăn ý với cầu thủ ngoại. Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình vừa mới hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ tranh thủ về nhà cất đồ trước khi mà lái xe xuống dưới Bình Dương để theo dõi trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ BKM Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ tối ngày hôm nay. Hy vọng là vlog ngoài được biết sẽ mang đến cho quý khán giả nhiều thông tin thú vị. Bây giờ thì lên đường thôi, let's go. Xin chào cả nhà, như vậy là vlog ngoài đường pit đã có mặt tại sân vận động Gò Đậu vào chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2023. Có thể nói là sự quan tâm chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho câu lạc bộ BKM Bình Dương đang là rất lớn, bởi đây đang là một trong những điểm đến cực kỳ hot dành cho nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Sau một cái khoảng thời gian khó khăn và phải đua trụ hạng cho đến vòng đấu cuối cùng của V-League 2023, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức mới trụ lại được ở sân chơi V-League. Và ngay sau đó, tín hiệu đã được bật lên. Câu lạc bộ BKM Bình Dương muốn lấy lại ánh hào quang. Và ngay lập tức họ đã cố gắng để chiêu mộ nhiều ngôi sao về đầu quân cho đội bóng đất thủ ở mùa giải 2023-2024 tới đây. Sự đầu tư của BKM Bình Dương là rất lớn. Bằng chứng là đây là một chiếc xe rất quen thuộc với người hâm mộ của câu lạc bộ BKM Bình Dương. Thế nhưng mà năm nay là họ có tới 2 chiếc xe lận. Quá là chất chơi. Đầu tư từ cái xe trước cái đã. Bây giờ thì chúng ta cùng vào sân để xem trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ BKM Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Let's go. Lúc này thì mình đã di chuyển vào phía bên trong sân Gò Đậu rồi. Lúc nãy thì nhạc lên quá nên là sợ nhạc bản quyền nên là chưa dám quay. Còn bây giờ thì sẽ tranh thủ để ghi lại những hình ảnh về thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng như là thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Liệu hai đội bóng họ có tăng cường như thế nào về lực lượng thì chúng ta sẽ thấy ngay sau những hình ảnh này thôi. Lúc nãy thì vừa trò chuyện cùng với Nguyễn Tiến Linh. Tiến Linh ngày hôm nay dự bị, hỏi Tiến Linh có chút nó có đá không. Tiến Linh bảo là mấy ngày hôm nay nghỉ mấy ngày rồi, cơ thể bị nhão quá, không biết là thầy có cho vô sân hay không, thì chúng ta cùng chờ nha. Mình đã thấy có một sự xuất hiện khá là thú vị trong cabin của ban huấn luyện câu lạc bộ BKM Bình Dương. Đó là sự xuất hiện của Isawa Sinh Tông, huấn luyện viên của câu lạc bộ Tiền Giang ở giải hạng nhì quốc gia vừa qua. Thì lúc này Isawa đã về BKM Bình Dương để làm trợ lý cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Bây giờ thì cầu thủ hai đội sẽ thi đấu giao hữu với nhau. Chúng ta có thể thấy là bên phía câu lạc bộ BKM Bình Dương thì có sự xuất hiện của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Còn phía bên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể thấy một ngoại binh rất là cao, mang áo số 88. Trong cabin của câu lạc bộ BKM Bình Dương chúng ta thấy có một số cầu thủ ngoại. Thủ môn thì có Trần Minh Toàn. Và xin được chia sẻ là trận đấu này thì huấn luyện viên anh Lê Huỳnh Đức thì anh ấy quyết định là leo lên khán đài để ngồi xem trận đấu thay vì là chỉ đạo trực tiếp ở dưới sân. Anh Lê Huỳnh Đức đang ngồi và cầm chai nước đang uống đó. Một số cầu thủ ngoại cũng đang xin thử việc ở câu lạc bộ BKM Bình Dương lúc này. Trong cabin là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hải Huy, Lê Quang Hùng. À đây rồi,
Mình đã thấy Quế Ngọc Hải rồi. Quế Ngọc Hải thì đang mặc bộ đồ màu đen và đeo mắt kính. Trông cứ như là cán bộ ngày hôm nay xuống để thị sát trận đấu vậy đó. Ngồi ngay bên khu vực ngoài rìa của cabin đó cả nhà. Và chân của Quế Ngọc Hải thì đang chườm đá ở khu vực đầu gối. Như vậy là ngày hôm nay thì với trang phục như thế này thì Quế Ngọc Hải chủ yếu là xem BKMX Bình Dương thi đấu chứ không ra sân. Chà, ngoại binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chiều cao chắc phải trên 1m92. Rất cao luôn. Ngày hôm nay thì có khoảng 200 cổ động viên của câu lạc bộ BKMX Bình Dương cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đến để thưởng thức trận đấu giao hữu này. Trong những ngày mà chưa tới V-League thì rõ ràng là có những trận đấu giao hữu như thế này xem cũng rất là đỡ ghiền cả nhà. Cũng xin phép được nhắc lại với quý khán giả là lúc này thì Nguyễn Tiến Linh hay là Nguyễn Hải Huy thì vẫn đang ngồi trong cabin huấn luyện và chưa thi đấu. Còn trung vệ Quế Ngọc Hải, tân binh của câu lạc bộ BKMX Bình Dương thì lúc này bạn ấy còn mặc cả đồ bình thường. Điều này đồng nghĩa là ngày hôm nay thì Hải sẽ không thi đấu và đang tập trung để xem các đồng đội ở trên sân thể hiện. Và cũng xin được chia sẻ là ngồi cạnh huấn luyện viên Thanh Sơn và trợ lý huấn luyện viên đó là anh Nguyễn Đức Cảnh, là cựu tiền vệ của đội tuyển Thái Lan Issawa. Năm ngoái thì Issawa, xin lỗi, mùa giải vừa rồi, tức là mới cách đây chưa lâu thì Issawa là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Tiền Giang ở giải hạng nhì quốc gia. Vâng. Như vậy là câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có được bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 22. Một pha dứt điểm rất hiểm hóc với lực đi rất mạnh. Rất quyết liệt. Thì mình cũng đã bắt đầu thấy một số cầu thủ của BKMX Bình Dương đã bắt đầu ra khởi động. Trong đó có Nguyễn Hải Huy. Như vậy là đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và người lập công chính là đội trưởng Ngô Tùng Quốc ở phút thứ 39 của trận đấu. Quế Ngọc Hải đang vẫy tay chào các cổ động viên. Đứng bên chỗ của Bình Dương xong rồi, bây giờ mình di chuyển qua bên chỗ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để xem thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành để chuẩn bị cho cái hiệp 2 như thế nào. Và đặc biệt là mình sẽ quan sát cầu thủ Pierre Lamothe, người đang di chuyển ở đó.
Wow, đúng là Việt kiều Canada có khác da trắng bóc. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là Pierre Lamothe thì thể hình tương đối là khiêm tốn, cao 1m73 và cũng không quá vạm vỡ. Chúng ta có thể thấy rất là rõ. Thậm chí là nếu so với Lê Trung Vinh, một cầu thủ Việt kiều khác mang áo số 39, thì Pierre Lamothe có thể hình còn khiêm tốn hơn một chút nữa. Nhưng mà bước chạy thì có vẻ cũng rất là thanh thoát. Cầu thủ đang mặc quần số 26 đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi anh chàng này thể hiện thật là tốt ở sân chơi V-League 2023-2024. Vâng, và đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Tùng, cựu đội trưởng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Và chắc chắn là Minh Tùng cũng sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn cầu thủ mang áo số 32 là một gương mặt rất quen thuộc với sân Gò Đậu. Cầu thủ Thanh Thảo, mùa trước anh còn khoác áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chắc chắn là còn rất nhiều việc phải làm ở giai đoạn chuẩn bị cho V-League 2023-2024. Với một lực lượng bị đánh giá là sẽ rất nhiều nỗi lo khi hướng tới mùa giải mới, thì bây giờ điều mà người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi và quan tâm đó là màn trình diễn của những cầu thủ tân binh trong thời gian tới đây sẽ là như thế nào. Cùng chờ đợi Hạ Long, Minh Tùng, Pierre Lamothe, hay thậm chí là chúng ta sẽ cùng chờ đợi một thủ môn nữa, đó là Patrick Lê Giang, liệu có tiếp tục đóng góp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới hay không. Đó là điều mà ai cũng đang rất là mong chờ. Ở hiệp 2 thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng với Lê Huỳnh Đức đều có hàng loạt sự thay đổi về con người. Chúng ta sẽ cùng chờ xem các cầu thủ của hai đội sẽ thể hiện như thế nào. Như vậy là câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Và người ghi bàn cho đội chủ nhà không ai khác là Nguyễn Tiến Linh, với một pha đập nhã rất ăn ý với cầu thủ ngoại. Phút thứ 66 của trận đấu và tỷ số lúc này đã là 2-1. Phút thứ 90 của trận đấu rồi, và lúc này thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang được hưởng một tình huống đá phạt ở khoảng cách 25m. Liệu có thể tìm được bàn gỡ hay không đây? Wow! Một pha dứt điểm có thể nói là rất đẹp, nhưng không đánh bại được thủ môn Vũ Tuyên Quang. Vâng, như vậy là trọng tài đã khép lại trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ sân Gò Đậu. Bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh ở những phút đầu hiệp 2 đã giúp cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 2-1. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bắt tay các cầu thủ kèm theo những lời dặn dò. Thank you.
Thanh Thảo qua chào các đồng đội cũ. Kia là trợ lý Isawa. Chào anh. Đang trả lời phỏng vấn là cầu thủ Việt Kiều Ryan Hà. Năm ngoái thì Ryan Hà khoác áo của câu lạc bộ Khánh Hòa. Việc câu lạc bộ BKMX Bình Dương ngày hôm nay họ thử nghiệm một loạt các nhân tố, trừ Quế Ngọc Hải ra thì rõ ràng cho thấy cái tham vọng rất là lớn của đại diện sân Gò Đồng, đội bóng Đức Thủ. Như vậy là khán giả cũng đã vừa mới xem xong những cái thông tin rất là thú vị về cả hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đường pit rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bye bye.